chỉ có khác người thường có một cái là có tiền, không có xài cho riêng mình mà xài cho chung không cộng đồng. Lúc nào Kiệt cũng nghĩ là tiền mình để lại thế gian nó sẽ mãi mãi, còn tiền mình để riêng cho con cho cháu mình cũng giới hạn thôi, chỉ có thì cũng cho con cháu, nhưng mà nhiều lúc nó không có tài nó sẽ làm hư nó, rồi có thể nó chết sớm bởi vì đồng tiền của mình. Cho nên Kiệt nghĩ vậy, Kiệt mới đem ra xây núi, xây chùa, cúng dường, bố thí, cứu nạn tai bên Việt Nam. Giờ mua đất ở Houston, ngày mai Kiệt bay bển để mà lo chấm cái địa điểm chỗ nào làm gì gì. Thì bữa nay Kiệt nói clip này Kiệt bỏ lên thì mai sáng Kiệt đi qua Houston. Thứ bảy.